Bà yên tâm đi, tôi không có giống như ngày xưa nữa đâu. Ủa, đi đâu đẹp vậy con gái? Dạ, con có hẹn với bạn đó mẹ. Con gái nhà ai mà dễ thương quá vậy? Thật ra, hôm qua Tuấn Anh gặp tôi, ổng ôm tôi, rồi ổng rủ tôi cuối tuần này gặp nhau. Tôi chắc chắn là lần này ổng tỏ tình với bà đó. Tôi cũng đoán vậy á. Tôi sẽ không bao giờ để mất điều quý giá nhất đối với mình đâu. Anna đâu? Anna ở đâu ấy? Nó không phải việc của mày. Em không cho bất cứ ai đụng vào Tuấn Anh. Kể cả anh cũng vậy. Nếu anh còn đụng vào Tuấn Anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nhớ lập trường ơi, lại gần anh nói nghe nhớ lập trường ơi, người gì mà thật đáng yêu nhiều lúc trông thật dễ thương, nhiều lúc trông thật khó gần. Mặc kệ mọi chuyện vì lòng đã thích nhau từ lâu nhớ lập trường ơi, lại gần anh nói nghe nhớ lập...